với kênh YouTube của máy chiếu Vinco Đại Phúc Vinh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn máy đẩy ván thông minh. Như các bạn thấy thì máy đẩy ván thông minh dùng để tiếp phôi cho máy trần nhám. Đó, tiếp phôi. Công nhân ở đây chỉ đóng vai trò là giám sát máy hoạt động. Máy cũng có thể dùng được cho máy cắt panel sau tự động. Máy được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi công ty Đại Phúc Vinh.